Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Trảm Long, tác giả Hồng Trần, tập 1, Đại Phong Thủy Sư, chương 2, Thuật Phong Thủy Thiên Tử. Cửa lớn sảnh nhỏ bên trong phủ đốc quân thành Quảng Châu đóng kín mít, trên chiếc bàn trong sảnh trải một tấm bản đồ, có hai người đứng cạnh bàn xem xét tỉ mỉ. Một trung niên dong dỏng nhã nhặn, mặt mũi trắng trẻo, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng xem bản đồ, đầu hơi gật gù. Người thứ hai là Trương Bỉnh Hàm đã chửi mắng nhặn xị trước mã tổ họ quách, tay cầm bút, đang đánh khuyên tròn trên bản đồ. Người cao trong giọng nói, Trương Đại Nhân đã đi khắp thành Quảng Đông, mấy năm nay vất vả quá. Trương Bỉnh Hàm dừng bút, ngẩng đầu nhìn đối phương khiêm tốn đáp, không dám, đây là việc Bỉnh Hàm phải làm, mong quốc sư chỉ điểm thêm cho. Người cao giọng đậm chất thư sinh chính là quốc sư đương triều, bởi phủ quốc sư là cơ quan bí mật trực thuộc hoàng đế quản lý, phó sứ Trương Bỉnh Hàm này chức danh không lớn, song cấp bậc lại không nhỏ. Quốc sư Bảo Trương Bỉnh Hàm, mấy năm ở Quảng Đông, ông đã bôn ba nhiều nơi, nay hoàn thiện xong tấm Quảng Đông Long Mạch đồ này, công của Trương đại nhân lớn lắm. Lại nhờ tay Trương đại nhân phá hủy mấy mươi huyệt mộ có tiếng, về cơ bản đều nằm trên chủ khí của Long Mạch, nhìn chung cũng không phạm phải sai lầm gì, chỉ có điều. Cửa lớn sảnh nhỏ bên trong phủ đốc quân thành Quảng Châu đóng kín mít, trên chiếc bàn trong sảnh trải một tấm bản đồ, có hai người đứng cạnh bàn xem xét tỉ mỉ. Một trung niên dòng võng nhã nhặn, mặt mũi trắng trẻo, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng xem bản đồ, đầu hơi gật gù. Người thứ hai là Trương Bỉnh Hàm đã chửi mắng nhặn xị trước mã tổ họ quách, tay cầm bút, đang đánh khuyên tròn trên bản đồ. Người cao giọng giọng nói: "Trương đại nhân đã đi khắp thành Quảng Đông, mấy năm nay vất vả quá." Trương Bỉnh Hàm dừng bút, ngẩng đầu nhìn đối phương khiêm tốn đáp: "Không dám, đây là việc Bỉnh Hàm phải làm, mong quốc sư chỉ điểm thêm cho." Người cao giọng đậm chất thư sinh chính là quốc sư đương triều, bởi phụ quốc sư là cơ quan bí mật trực thuộc hoàng đê quản lý, phó sứ Trương Bỉnh Hàm này chức danh không lớn, song cấp bậc lại không nhỏ. Quốc sư bảo Trương Bỉnh Hàm: "Mấy năm ở Quảng Đông ông đã bôn ba nhiều nơi, nay hoàn thiện xong tấm Quảng Đông Long Mạch đồ này, công của Trương Đại Nhân lớn lắm. Lại nhờ tay Trương Đại Nhân phá hủy mấy mươi huyệt mộ có tiếng, về cơ bản đều nằm trên chủ khí của Long Mạch, nhìn chung cũng không phạm phải sai lầm gì, chỉ có điều. Xin quốc sư chỉ giáo, Trương Đại Nhân nhìn nét mặt quốc sư, thấy ông ta trầm ngâm một lúc, rồi mới nói tiếp, tỉnh Quảng Đông khác với các nơi khác, nơi đây có chính giải Long Mạch chính con rồng này tạo thành đại cục phong thủy gọi là liên hoa đê tọa, tính theo khí vận, thì giờ là lúc khí bắt đầu khởi vận, kiếp nạn của Giang Sơn cấp bách lắm rồi. Vận không khởi thì thôi, long khí của Quảng Đông này một khi vận trời khuấy động, hoàng đế phương Nam sẽ xuất hiện, Giang Sơn đại thanh ác. Nói đến đây, quốc sư đưa mắt nhìn chương Đại Nhân. Trương Bỉnh Hàm cũng buông bút, quay người đối diện với quốc sư, phân trần, khi ở Kinh Thành, tôi đã biết được điều này, hiện đang điều phái thêm nhân lực. Quốc sư nói, chương đại nhân, điều tôi lo lắng không phải vì các ông làm tốt hay không, mà là nếu chúng ta tiếp tục làm thế này, liệu có kịp phá hoại toàn bộ mộ tổ nằm trên chính huyệt chân long trước khi long khí phát động hay không? Chính giải long mạch lại là một tỉnh lớn, có rất nhiều nơi đấy. Vả lại, quốc sư phân tích kỹ càng, long khí là khí tự nhiên, phá mà không chết, một thời gian sau sẽ lại phục sinh quảng đông có nhiều long mạch địa vật lại rộng lớn hôm nay ông phá một mộ tổ ngày mai sẽ lại có mộ mới tán xuống chúng ta có bao nhiêu người có thể trông chắc ngôi mộ nào quốc sư nói có lý ngài có gì dặn dò không ạ à? trương bỉnh hàm hỏi quốc sư lấy hai ngón tay đâm mạnh xuống tấm bản đồ trên bàn nói trảm long an long nhi ở nhà một mình theo đúng lời dặn của lục kiều kiều trước tiên dọn dẹp nhà cửa sảnh ngoài và giếng trời chỉ quét dọn một lúc là xong trong nhà có ba căn phòng sát vách lục kiều kiều ở buồng mé đông xếp cho an long nhi nằm ở buồng giữa buồng mé tây làm nhà kho an long nhi có đôi chút lăng tăng không hiểu vì sao cô chủ không ở buồng giữa mà lại để cho người dưới ở theo lẽ thường mà nói buồng giữa mới là buồng của chủ nhân buồng của lục kiều kiều được khóa bằng một ổ khóa nhỏ không thể vào Buồn của an long nhi thì chẳng có gì để thu dọn bởi mới vào ở có mấy hôm cả gian trống không cũng có thể nói là khá ngăn nắp sạch sẽ song đối với một đứa trẻ đã quen sống với một đám trẻ con như an long nhi thì căn phòng này lại quá lạnh lẽo thằng bé thà ăn uống kham khổ một chút cùng luyện công mãi võ với những đứa trẻ khác còn hơn buồng mé tay có nhiều đồ tạp nhạp một ít bàn ghê dự phòng và một tủ lớn chứa chăn mềm áo bông dùng trong mùa đông trong đó có một chiếc hòm nhỏ to cỡ cái ghế cho một người ngồi bên trong chứa những cuốn sách mà lục kiều kiều bắt thằng bé phải đọc hết mở hòm ra trong hòm có mấy mươi cuốn sách an long nhi nhậm tính một tháng đọc một cuốn thì xem chừng hai năm là hết nó không hiểu vì sao cô chủ lại bắt nó đọc sách sái tiêu nhặt nó về dạy nó võ công để đi mãi võ ngay từ hôm đầu tiên được nhặt về An Long Nhi đã biết đi theo sái tiêu nó phải làm gì, nhưng Lục Kiều Kiều lại không nói cho nó biết đọc những cuốn sách này để làm gì. Xem kỹ thì thấy mấy mươi cuốn sách này đều được đánh số, các con số được viết thẳng lên bìa sách, có lẽ là số thứ tự các cuốn sách cần phải xem, Lục Kiều Kiều đã sắp sẵn cho nó. Cuốn số 1 là Kinh Dịch, cuốn số 2 là Tam Bệnh Thông Hội, cuốn số 3 là Trích Thiên Tủy, cuốn số 4 là Ngọc Chiếu Định Chân Kinh. Cuốn số 5 là Động Trung Ba Nguyệt Ký, cuốn số 6 là Hãm Long Kinh, cuốn số 7 là Thanh Nang Phú. Mỗi cuốn lại có tên gọi khác nhau, may mà đều không quá dày. An Long Nhi đã hiểu, đây toàn là sách phong thủy bói toán, có lẽ sau này Lục Kiều Kiều bắt nó đi xem bói cho người ta. Lật hú họa bài trang, về cơ bản đọc không hiểu gì. Lục Kiều Kiều đã nói rồi, không hiểu cũng không được hỏi, cứ học thuộc là được, nhưng nếu bản thân mình không hiểu, sau này xem bói cho người khác kiếm tiền cho lục kiều kiều thê nào an long nhi nghĩ mãi không ra có lẽ cứ theo thử tự lục kiều kiều quy định mà đọc rồi tự nhiên sẽ hiểu giờ này mặt trời vẫn chưa xuống núi an long nhi bê ghế ra ngồi bên chiến trời bắt đầu ngoan ngoãn xem cuốn sách đầu tiên kinh dịch lục kiều kiều không rời cửa hiệu ngũ nhật pháp ngay ngũ tuấn sinh mời cô ăn tối tại quán ăn pháp ở đê phía tây lục kiều kiều hôm nay rảnh rang cũng muốn thay đổi khẩu vị. Ngụ Tuấn Sinh vẫn Âu Phục đi cùng Lục Kiều Kiều mặc bộ sườn xám khoác thêm áo chẻn, ra khỏi cửa hiệu ngũ Nhật Phát. Cách đó không xa có một quán ăn Pháp, bài trí trước cửa mang đậm màu sắc nước ngoài, kiểu dáng khác lạ không nói làm gì, ngay chất liệu xây dựng cũng toàn bằng đá. Biển hiệu trước cửa viết bằng ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp, tên chữ Hán được ghi là nhà hàng tứ quý. Không khí trong quán yên tĩnh thanh lịch, khăn trải bàn caro và những ly thủy tinh lóng lánh toát lên vẻ hoa lệ. Những ngọn nến lung linh trên giá nến tinh tế phức tạp, khiến các đồ thủ công và tranh sơn dầu phương Tây treo trên tường lúc mờ lúc tỏ. Nếu không nói nơi đây nằm bên thập tam hạng ồn ả xô bồ, thì thật có cảm giác như lạc vào chốn đào nguyên cách biệt với đời. Lục Kiều Kiều đi ăn quán tây với ngũ tuấn sinh mấy bữa, đã chẳng lạ lắm gì, thậm chí còn rất thích không khí ở đây. Ngũ Tuấn Sinh đưa Lục Kiều Kiều tới đây còn nhiều hơn dẫn vợ đến. Vợ anh ta xuất thân danh gia vọng tộc, song sau khi học rộng biết nhiều lại càng ngày càng cao ngạo. Đây là điều đại kỵ đối với một người làm ăn. Lục Kiều Kiều lại rất thạo đối nhân xử thế, cho dù rơi vào tình cảnh khó xử, cô cũng vẫn nhẫn nhịn, hoặc biết hóa giải tình thế cấn cá một cách tài tình. Họ bước vào nhà hàng tứ quý, thấy bên trong. Đã lắc đác có vài vị khách, bên quầy rượu, một người vận âu phục nâng ly chào họ, ngũ tuấn sinh cũng hồ hởi tới chào. Một người da trắng hơn 20 tuổi giang đôi tay chào đón ngũ tuấn sinh, ngũ tiên sinh, lâu lắm không gặp, nhất định là phát tài to rồi đây. Ngũ tuấn sinh cũng ôm lấy người da trắng này, cười nói, chật, chắc, không ngờ anh lại quay lại Quảng Châu. Nào, để tôi giới thiệu với anh. Ngũ tuấn sinh để lục kiều kiều đứng lên phía trước, kiều kiều, đây là rắc, anh ấy là người Mỹ từng có mấy vụ làm ăn lớn với anh, đôi bên đều kiếm được kha khá. khá. Dắt, đây là tiểu thư Lục Kiều Kiều, cô ấy là... Khà khà. Ngũ Tuấn Sinh liếc nhìn vẻ mặt Lục Kiều Kiều, thấy cô tẩm tỉm, bèn nói, cô ấy là bạn gái của tôi. Chắc chia tay về phía Lục Kiều Kiều, mỉm cười không mình. Lục Kiều Kiều lễ phép đưa tay định bắt hờ, không ngờ dắt lại đón lấy tay Lục Kiều Kiều, dùng nghi lễ quý tộc, hôn khẽ lên mu bàn tay cô. Lục Kiều Kiều hơi bất ngờ, song không để ý, cô biết mỗi nước đều có nghi lễ riêng. Giác định thần ngắm Lục Kiều Kiều, lắc đầu mỉm cười khen ngợi, Lục Tiểu Thư, cô là cô gái Trung Hoa xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Lục Kiều Kiều thường bị đám lưu manh trên phố huyết sáo trêu cợt, song chưa từng có ai khen ngợi cô như vậy giữa chỗ đông người, mặt cô liền đỏ ẩn lên, tủm tỉm cúi đầu, quên mất rằng những lúc thê này phải lấy quạt che bên, miệng. Ngũ Tuấn Sinh biết tính thẳng thắn của người Mỹ, vội cứu vãn tình thế, cảm ơn chắc, Kiều Kiều hẳn là vui lắm đấy. Nào, chúng ta cùng ngồi xuống đi. Ba người ngồi xuống, gọi xong món ăn, chắc bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tiếng quản của giác rất tốt, anh ta nói tếu khiến Lục Kiều Kiều và Ngũ Tuấn Sinh cười rủ rượi. Lục Kiều Kiều ngồi đối diện với giác, có đủ thời gian để soi mặt anh ta. Theo thói quen, cô hy vọng có thể tìm thấy bí mật trong quá khứ từ khuôn mặt của Jack. song tướng mặt người Trung Quốc và tướng mặt của người da trắng thực sự khác nhau quá xa. bí quyết nhân tướng học của người Trung Quốc áp dụng lên khuôn mặt của người da trắng rõ ràng không đủ dùng. tỷ như theo nhân tướng học đấy là mũi cao, nhưng với người da trắng đấy là mũi thấp. nhân tướng học cho rằng hốc mắt sâu là mắt kim sát, bất lợi đường hôn nhân con cái. song phần lớn người da trắng đều như vậy, bả lại còn cho rằng mắt sâu mới đẹp mắt như vậy mới sâu sắc, có thần. Bây giờ người da trắng tại Trung Quốc chưa nhiều, đây cũng là lần đầu tiên Lục Kiều Kiều tiếp xúc với người da trắng ở khoảng cách gần như vậy, không có kinh nghiệm xem tướng, càng chẳng thể tổng kết được điều gì. Nếu không biết ngày giờ sinh của Giắc, thì trong một thời gian ngắn trước mặt, con người này vẫn là ẩn số với cô. Có điều Lục Kiều Kiều bị thu hút bởi thần thái của Giắc. Giắc to cao hơn phần lớn người Trung Quốc, Lục Kiều Kiều. Lại nhỏ nhắn, đứng chỉ đến ngực anh ta. Thân hình dắt cân đối, tuy to cao song trông vẫn hài hòa, mái tóc vàng ngắn rối bù. Thời bấy giờ người Tây hay dùng sáp vuốt lên tóc cho thành nếp thành lọn, mái tóc của dắt khiến anh ta trông giống kẻ lang thang. Giác có khuôn mặt thuông gầy, đôi mắt nâu toát lên vẻ mạnh mẽ và tự tin. Anh ta mặc lễ phục, xong lại thoải mái để hở cổ, thả lỏng tựa người vào ghế, một tay gác lên tay ghê bên cạnh, trông như thể đang ôm một cô nàng vô hình. Qua lời nói của Jack, Lục Kiều Kiều đại khái biết rằng anh ta đã kiếm được một khoản tiền nhờ đãi vàng ở miền Tây nước Mỹ, bèn đến Trung Quốc kinh doanh. Anh ta đánh chè và tơ lụa từ Trung Quốc sang Mỹ, rồi lại nhập đồng hồ và một ít máy móc vào Trung Quốc. Hiện giờ triều đình đang khuyên khích việc sử dụng máy móc phương Tây, nên công việc làm ăn của anh ta rất suôn sẻ. Giác muốn kiếm đủ tiền về Mỹ mua đất xây nhà lầu, rồi lại bán đi kiếm lời. Khi nói chuyện, Dắt chốc chốc lại đảo mắt nhìn Lục Kiều Kiều, bằng trực giác của phụ nữ, Lục Kiều Kiều biết rằng ánh mắt này có ý với cô. Lục Kiều Kiều không hề ngạc nhiên, cô hiểu số mệnh của mình, cô có số đầu hoa, trong số mạng không bao giờ thiếu đàn ông ưa thích. Phong thủy quê nhà quy định số mệnh như vậy, đây không phải thứ sức mạnh con người có thể thay đổi, số phận cũng đã định cô không phải hạng tiết phụ một mực giữ gìn trinh tiết gì. Ngày giờ sinh của cô nhiều mạng thủy, bản mệnh như chiếc thuyền đơn lên đên trên biển, cả đời phiêu bạc vô định, trước sức mạnh lớn lao của số mệnh, làm gì cũng vô ích, có thể giữ được mình mà sống, sống vui vẻ một chút đã là tâm nguyện lớn nhất của cô rồi. Chắc kể hết chuyện mạo hiểm đào vàng ở miền Tây nước Mỹ, lại kể đến sự khó khăn trong việc làm quen với quan viên Đại Thanh, kể hết chuyện vui thú ngao du ở các vùng dân gian Trung Quốc, lại kể đến tính cách, phong tục của người Mỹ. Bữa tối vui vẻ của ba người nhanh chóng trôi đi. Đến lúc thanh toán, chắc có lời mời lục kiều kiều, lục tiểu thư, cô có muốn đi cưỡi ngựa cùng chúng tôi không? Ngũ Tuấn Sinh hơi ngạc nhiên, với mối quan hệ này, đáng lẽ rắc phải mời anh ta trước, rồi anh ta đưa lục kiều kiều theo mới phải. Lục kiều kiều chú ý phản ứng của Ngũ Tuấn Sinh, song cô không hề ngại, mặc dù khi nãy vừa từ chối lời mời đi Phật Sơn với anh ta. Lục Kiều Kiều cười, nói với Jack, được thôi, nhưng tôi không biết cưỡi ngựa, anh có thể dạy tôi không? Jack mừng rỡ, ôi chú ơi, thật sự quá vinh hạnh, ba ngày nữa cô có bận không? Lục Kiều Kiều có niềm tin đến từ trực giác đối với sự chân thành của Jack, lần này không cần gieo quẻ, cũng không cần bấm độn xem có thông thuận hay không, cô vui vẻ nhận lời, vâng, giờ thình buổi sáng, sau ba ngày nữa, chúng ta gặp nhau trước cửa nhà hàng này giác nói không nên để vị tiểu thư xinh đẹp này phải đến đây đợi tôi nhà cô ở đâu để tôi đến đón cô lục kiều kiều cúi đầu cười lấy chiếc quạt tròn che miệng xin chớ phiền lòng gia phụ không thích người tây giác nói ô thế ạ à, vậy cứ theo sắp xếp của tiểu thư đúng rồi ngũ tiên sinh ngài có thì giờ đi cùng không vẻ mặt của ngũ tuấn sinh hết sức phức tạp anh ta nhìn mặt giác ngẫm nghĩ hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi nói, mấy hôm nữa tôi phải đi Phật Sơn có việc. Lục Kiều Kiều ngồi xe kéo quay về ngõ Hinh Lan thì đã đến canh ba. Có điều lúc này chính là lúc phố Bình Khang náo nhiệt nhất. Khách làng chơi đã ngà say, trong hoa quán hai bên đường yến múa oanh ca, tiếng người ầm ĩ. Đây chính là điểm Lục Kiều Kiều thích, một cô gái nửa đêm về nhà đi vào con ngõ đèn đuốc sáng trưng là an toàn nhất. Mở cửa bước vào sảnh lớn, An Long Nhi đang ngồi chơi dưới đất. Dưới đất bày một nắm thẻ tre nhỏ, một vài thẻ được sắp thành các quẻ trong bát quái. An Long Nhi cầm cuốn kinh dịch trong tay, tay còn lại đang dịch chuyển thẻ tre trên mặt đất sắp thành các quẻ tượng. Lục Kiều Kiều nhìn kỹ quẻ tượng do An Long Nhi sắp ra, thấy không sai chút nào, thằng bé đang thực hiện trúc hào đổi tượng. Trúc hào đổi tượng là quá trình tính toán quẻ dịch, cũng là kỹ thuật chủ yếu trong phong thủy. Trong một ngày An Long Nhi đã có thể tự mình sắp quẻ có lớp lan như vậy khiến Lục Kiều Kiều hết sức kinh ngạc. An Long Nhi thấy Lục Kiều Kiều về nhà, lập tức đứng dậy chào, cô Kiều, cô về rồi ạ. À. Cháu rót trà cho cô nhé. Nói đoạn liền vào nhà bếp, sách siêu nước nóng ra, châm trà đặt lên trà kỹ trước mặt. Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi đang phải kiển chân mới chăm được trà, lại nhìn đám tóc vàng sau gáy nó, thầm nghĩ bụng, thằng bé này là loại người nào nhỉ? sao lại có đứa bé ngộ tính cao đến vậy hôm nay cũng đã thấm mệt lục kiều kiều đặt túi thơm lên trà kỹ rồi ngã người lên ghế trà nóng bỏng tay lục kiều kiều nhìn chén trà rồi nói với an long nhi có nước nóng không pha cho cô chậu nước ấm ngâm chân mang lên đây nước ấm đấy nhé đừng để nóng quá an long nhi vâng một tiếng lạch bạch chạy đi pha nước ngâm chân lục kiều kiều vừa ngâm chân vừa gọi an long nhi đứng lại cạnh hỏi trước đây mày đã học kinh dịch chưa an long nhi lắc đầu đáp chưa ạ à? có thấy mấy cuốn sách này thú vị không xem có hiểu không lục kiều kiều dò hỏi an long nhi cười đáp có một số chữ cháu không biết đọc song giờ thì cháu biết mỗi quẻ đều tượng trưng cho rất nhiều thứ một quẻ này cũng có thể biến thành quẻ khác cháu xem sách là có thể sắp quẻ theo rồi Lục Kiều Kiều muốn thử xem An Long Nhi rốt cuộc hiểu đến mức độ nào, bèn ngồi sổm trong chậu nước, lấy tay sắp thẻ tre trên mặt đất. Thành tượng quẻ khôn, hỏi An Long Nhi, mày có diễn được toàn bộ quẻ công tôn tự tức của quẻ không lại một lần không? An Long Nhi đáp, để cháu thử xem. Sau đó thằng bé ngồi xổm lấy 12 thẻ tre ngắn Lục Kiều Kiều dùng sắp thành 6 hàng quẻ khôn, bắt đầu từ hàng dưới cùng, đổi hai thẻ tre ngắn thành một thẻ tre dài, diễn ra quẻ phục biến thành quẻ công tôn tự tức đầu tiên một cách chính xác. An Long Nhi vừa thoăn thoát rút đổi thẻ tre dài ngắn, vừa lẩm bẩm đọc, địa lôi phục, địa thủy sư, địa sơn khiêm, lôi địa dự, thủy địa tỷ, sơn địa bác. Xong rồi. Diễn quẻ hoàn toàn chính xác. Lục Kiều Kiều có vẻ không thể chấp nhận được hiện thực. Cô thật sự không định mua một thần đồng về, vốn dĩ chỉ mong thằng bé này nghe lời, sáng dạ. Học thuộc độ 5-6 phần nội dung sách là được rồi. Xong khả năng trời phú và ngộ tính của thằng bé đối với huyền học đã vượt xa tưởng tượng của Lục Kiều Kiều, thậm chí có hơi phá hoại kế hoạch ban đầu của cô. Lục Kiều Kiều thấy cần phải làm rõ lai lịch của thằng bé này. Cô ngồi trở lại ghế, chân vẫn ngâm trong chậu, nâng chén trà lên hỏi An Long Nhi. Long Nhi, sinh nhật của mày là ngày nào? An Long Nhi đáp, mồng 6 tháng 6 ạ. À. Mồng 6 tháng 6 năm nay qua rồi sang năm làm sinh nhật cho mày nhé. Mày sinh năm thê nào nhỉ? Năm đạo quan thứ 12 ạ. À. Lục Kiều Kiều vẫn bình tĩnh, mỉm cười như lúc luận bàn về số mạng. Ừ, có nhớ mẹ mày bảo mày sinh vào giờ nào không? Sau đó, cô uống ngậm trà, đợi An Long Nhi trả lời. Chỉ cần An Long Nhi báo ra tứ trụ giờ ngày tháng năm sinh, bí mật của thằng bé này lập tức sẽ được phơi bày. An Long Nhi đáp, cháu không biết. Lục Kiều Kiều nghe thấy vậy, lập tức sặc nước vì một tiếng phun ngậm trà vừa uống vào miệng xuống đất. Dựa vào ngày tháng năm sinh mà không có giờ sinh thì chỉ có thể đoán được vài thông tin về những kinh lịch trong quá khứ, cũng như nắm bắt một cách đại khái về khí số của nó, song không thể tính chuẩn xác thời gian và sự việc, cũng không thể hoàn toàn hiểu được khả năng và tính cách của một con người. Ngày giờ tháng năm sinh có thể cho người ta hiểu một cách toàn diện về cuộc đời, khả năng trời phú và điềm hung cát của mình cũng có thể khiến những kẻ có ý đồ tìm ra nhược điểm, thậm chí có thể dùng đạo thuật để gây thương tổn, nên người xưa không bao giờ tùy tiện tiết lộ bát tự của mình cho những người không tin cậy. An Long Nhi hỏi, cô không sao chứ ạ? À? Lục Kiều Kiều sặc nước nhất thời không nói được câu nào, ho sù sụ mấy tiếng, xua tay tỏ ý không hề gì. An Long Nhi nói tiếp, bố mẹ cháu không nói cháu biết giờ nào, nên cháu không biết lục kiều kiều lấy lại hơi lau mép đổi chủ đề lục kiều kiều ngồi trên xe mừng rỡ bật cười bảo an long nhi xem kìa xem kìa con ngựa to quá họ tới trước cửa nhà hàng tứ quý thì xuống xe trông thấy dắt đã đứng trước hai con ngựa hôm nay dắt không mặc lễ phục mà mặc áo sơ mi quần vải dày màu xanh lam bó khít ban ngày băng mặt lục kiều kiều mới phát hiện thấy dắt có cặp mông căng chắc trông rất đẹp dắt đội trên chết một chiếc mũ bò trên đầu, che bớt khuôn mặt gầy gò, trông rất nam tính. Đôi ủng dài với phần gót mắt thêm vòng răng thúc ngựa lấp lánh, trông như đồ mới chưa từng sử dụng lần nào. Bắt mắt nhất là khẩu súng dắt chéo trên lưng dắt, đường cong trên bán súng trông hết sức TINNH xảo, y như một thứ đồ thủ công mỹ nghệ, vừa hoa lệ lại vừa thực dụng. Dắt vừa thấy Lục Kiều Kiều liền lập tức chạy lại, Lục Tiểu Thư, cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay, mấy bữa trước tôi không có ngày nào ngủ ngon cả. Lục Kiều Kiều cười vui vẻ, nghiêng đầu nhìn dắt, sao lại ngủ không ngon nhỉ? Đây rõ ràng là lời bắt chuyện. Giác cười rộ lên, tôi ngày nào cũng nhớ mong tiểu thư, được gặp lại tiểu thư, tôi thật sự rất vinh hạnh. Lục Kiều Kiều chỉ tay về phía An Long Nhi giới thiệu, đây là cháu ruột tôi, Long Nhi, một mình ở nhà buồn rỗi nên dắt nó đi chơi cùng. Long Nhi chào anh Zắc đi. An Long Nhi miễn cưỡng chào một câu, chào anh Zắc. Zắc tỏ ra hào hứng và nhiệt tình hơn nhiều so với An Long Nhi, anh đến bên An Long Nhi, sờ lên tóc thằng bé rồi nói với Lục Kiều Kiều vẻ hưng phấn, "Cô xem này, Long Nhi và tôi đều có tóc vàng. Ha ha ha." Sau đó vỗ vai An Long Nhi, đồng thời chì một bàn tay ra muốn bắt tay với nó, nói, "Xin chào Long Nhi, anh tên là Zắc, rất vui được làm quen với em." Lục Kiều Kiều vui vẻ quan sát mọi việc diễn ra. An Long Nhi trần trừ chìa tay, bị dắt bắt tay thật chặt. Thằng bé không ngờ, trên đời còn có người Tây không giết người. Dắt biết được An Long Nhi từng cưỡi lừa, bèn giao một con ngựa cho thằng bé, để nó thử leo lên yên ngựa xem sao. An Long Nhi gặp ô lại cắm sau lưng, đạp chân xuống đất nhảy lên, một chân điểm nhẹ lên lan can hoa của nhà hàng Pháp, mượn lực tung người lên không sau đó xoay người rất đẹp mắt, rồi đáp xuống ngồi ngay ngắn trên yên ngựa cao hơn đầu nó một thước. Giác trông thấy thân thủ của An Long Nhi, buộc miệng huyết sáo, ô, đẹp mắt quá. Võ công của Long Nhi tuyệt thật. Nói đoạn anh ta điều chỉnh bàn đạp trên yên ngựa của An Long Nhi cho ngắn lại, để hai chân thằng bé có thể dẫm lên bàn đạp thật vững vàng. Rồi dặn dò, Long Nhi, ngựa chạy càng nhanh thì càng vững, mình phải khâm người dẫm lên bàn đạp mắt nhìn về hướng mình muốn đi, rõ chưa? An Long Nhi gật đầu, thử và động tác trên lưng ngựa cảm thấy rất dòng tấn mã bộ. Thường đứng hồi còn luyện võ. Giác nháy mắt với An Long Nhi, làm mặt xấu, rồi nói, cứ như vậy, em làm rất tốt đấy. Nói đoạn quay người giang hai tay, bảo lục kiều kiều, chúng ta yên tâm được rồi, Long Nhi là nam tử hán chân chính, sẽ không bị rớt lại phía sau đâu. Nào chúng ta lên ngựa thôi dắt dìu lục kiều kiều lên con ngựa còn lại. Anh ta ngồi phía sau cô, hai tay giữ lấy dây cương, đồng thời bảo vệ lục kiều kiều. Sau một tiếng hí dài, hai con ngựa chở ba người tung bụi chạy về phía tây thành Quảng Châu. Từ ngoại ô phía tây thành Quảng Châu trở ra là giải đồng bằng rộng lớn, giữa cánh đồng có đường cái quan rộng rãi, hai con ngựa nối đuôi nhau phi như bay trên một đường thẳng. Tiếp tục phóng về phía trước có một dòng sông uốn khúc quanh co, thuyền buông lững lờ trôi hai con ngựa tung vó men theo bờ, bốn phía vẫn là những ruộng lúa mênh mông, đây là vùng vừa lúa vừa cá của Quảng Đông. Lưng lục kiều kiều tựa vào vàng ngực nở nang, hai bên mình cô được hai cánh tay rắn chắc bảo vệ, phía trước là phong cảnh ruộng đồng trôi vun vút qua mắt, gió nóng tấp vào mặt, nhắm mắt lại cảm giác như đang đằng vân giá vũ. Từ trước tới giờ cô chưa từng có trải nghiệm lạ lẫm đến vậy. Quả nhiên ngựa càng chạy càng êm, bước chạy hơi chậm lại yên ngựa liền sóc lên, vẫn cứ phi nước đại thì hơn. Lục kiều kiều không ngừng dục dắt, nhanh nửa lên, nhanh nửa lên, nhanh nửa. Gọi, thuốc nửa. Tàu thuốc lập tức xuất hiện trước mặt cô, thậm chí còn có một chiếc đèn. Giác có đôi chút kinh ngạc hỏi, cô cũng hút thuốc viện sao? Lục kiều kiều đáp, vâng, người Trung Quốc có ai không hút thuốc viện đâu, ngựa này là của anh sao? giác ghét những người hút thuốc viện. Song dáng hút thuốc của Lục Kiều Kiều lại khiến anh cảm thấy đáng yêu. Lục Kiều Kiều có khí chất quý tộc, thứ khí chất toát ra từ sự suy đồi, hoàn toàn khác với những kẻ hút thuốc trước đây dắt từng gặp. Anh trả lời, tôi đánh cho mấy viên quan bác kỳ một lô rượu Tây, họ không có tiền trả, định gán thuốc viện, tôi không cần thuốc, bèn đòi đổi hai con ngựa này. Dắt nhìn hai con ngựa đang uống nước ven bờ sông như nhìn hai đứa trẻ đồng thời lôi bình rượu trong túi ra, vặn nắp uống một ngụm, hỏi Lục Kiều Kiều, có muốn uống thử không? Đây là rượu vodka Nga đấy. Lục Kiều Kiều nghe nói có rượu, liền hào hứng nhận lời, cô chống người nhổm lên khỏi thảm cỏ, đón lấy bình rượu rồi cũng uống một ngụm. Lục Kiều Kiều từ trước tới giờ chưa từng uống rượu ngoại, vừa uống một ngụm, vì rượu cay xé trong miệng đã sóc lên tận ốc rồi lan xuống dạ dày, cô khè một tiếng, mặt mày nhăn nhó. Giác thấy vậy, liền ôm bụng cười lăn lộn, ha ha ha, rượu ngon không? Lục Kiều Kiều nhăn mặt nói lớn, hăng quá, nhưng ngon, ngon thì uống thêm một ngụm nữa nào. Giác nói đoạn liền túm lấy Lục Kiều Kiều định chuốc rượu, hai người bất chợt nhau vào đùa nghịch. An Long Nhi vẫn tựa người vào cành cây, tẩm tiệm đứng nhìn. Sau khi đùa chán, Lục Kiều Kiều bảo An Long Nhi mang hầm mây lại cô lôi từ trong hòm một bọc tai bò bằng bột mì đảo qua dầu, mở ra đưa cho dắt một lát nhỏ, dắt này, nếm thử xem thế nào, món này nhắm rượu hợp phết. Dắt đón miếng tai bò nhét vào miệng, gật đầu ừ một tiếng. Lục Kiều Kiều nói, lưỡi bò dưới quê còn ngon hơn nửa cơ. Là lưỡi của con bò ư, nghe sợ quá. Dắt vừa nhai tai bò vừa câu mày nhìn Lục Kiều Kiều. Lưỡi bò cũng là đồ ăn nhẹ được làm từ bột mì thôi, vì hơi ngọt lục kiều kiều cười mắt nhìn xa xăm dắt lại hỏi quê cô ồ đâu không phải ở quảng châu sao lục kiều kiều không trả lời cúi đầu nhổ cỏ nghịch một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi dắt anh có người nhà ồ trung quốc không dắt đáp rằng không có lục kiều kiều lại hỏi vậy anh cần hai con ngựa làm gì dắt quay ra nhìn hai con ngựa nói hai con ngựa ấy một con đực một con cái chúng không thể tách rời nhau được nên tôi phải lấy luôn cả hai con nói đoạn bất giác nở nụ cười dắt thấy an long nhi cứ lẳng lặng đứng ở xa không xen vào câu chuyện của hai người cũng không chạy đi chơi bèn lớn giọng gọi long nhi anh biểu diễn một tiết mục cho em xem nhé lục tiểu thư cô bịch tai lại sẽ in tai lắm đấy lục kiều kiều lập tức bịch tai lại nghiêng người quay ra xem có chuyện gì long nhi ném một hòn đá xuống sông đi. Giác gọi lớn. An Long Nhi nghe lời liền nhặt một hòn đá ném về phía lòng sông. Giác đi đến ven bờ, ngắm khi hòn đá bay tới hướng chết trên đỉnh đầu thì rút súng ra đánh soạt, bắn vào hòn đá. Hòn đá vỡ vụn, tiếng nổ lớn khiến lũ chim sẻ nháo nhác. Lục Kiều Kiều hết sức hưng phấn, vừa hò hét vừa vỗ tay đôm đốp. Giác thấy Lục Kiều Kiều vui vẻ, lại tiếp tục bảo An Long Nhi, Long Nhi, ném cả hai hòn một lúc Vù, vù, hai hòn đá cùng lúc bay vút lên không trung. Băng, băng, hai tiếng súng nổ vang, hai hòn đá lại một lần nữa nát vụn. Lục Kiều Kiều lần này hưng phấn, đứng bật dậy, chẳng hề bịch tai, cô thích thứ âm thanh như tiếng sấm nổ này. Lần này ba hòn đá nhất tề bay lên không trung, tay phải dắt đỡ súng, tay trái giữ bán súng nhấn cò ba phát nhanh như chớp, ba tiếng súng nổ đồng thời trên không chỉ thấy toàn các bụi, ba viên đá đã nát vụn cả. Lục kiều kiều hò hét chạy về phía dắt, hai tay bắt lấy tay dắt, đỏ mặt hỏi, quả là thiện xạ. Lợi hại thật đấy, đây là loại súng gì mà lợi hại? Như vậy, còn bắn được nhiều phát liên tiếp nữa. Vừa nói, tay cô vừa mon men định sờ lên khẩu súng. Dắt thấy kiều kiều chạy đến định giật khẩu súng để chơi, vội quay ngoắt người đi chơi lên cao nói, chớ chớ, đừng chạm vào bỗng tay đấy đợi một lát đã hẳn chơi an long nhi ồ với lục kiều kiều đã nhiều ngày xong chưa từng thấy lục kiều kiều tươi cười vui vẻ bao giờ lúc này thấy cô nói cười vui vẻ tuy bản thân mình không thích người tây lại càng không thích súng của tây song thằng bé cũng cười theo lục kiều kiều dắt gọi lục kiều kiều quay về phía dưới tán cây ngồi xuống lấy vỏ đạn ra khỏi nòng súng rồi nhét khẩu súng vào tay lục kiều kiều đây là loại súng ổ xoay Đường nét mềm mại, nòng súng rất dài, thân súng dày nặng được chạm trổ tinh tế, thuộc loại súng tối tân trên thế giới thời bấy giờ, vẫn chưa được sản xuất với số lượng lớn. Hồi ấy toàn bộ súng ống của quân đội nhà Thanh đều là loại súng nhồi đạn thuốc ồ đầu nòng, sau khi nhồi lại phải dùng một cây sắt cắm vào nòng súng lèn thuốc cho chặt rồi mới bắn được một phát, chưa hề có bộ phận để bắn được nhiều phát liên tiếp. Súng ổ xoay được thiết kế có thể bắn được nhiều phát mà không chắc đạn có ý nghĩa đánh dấu thời đại đối với toàn thể thế giới đương thời đầu tiên được cao bồi miền tây sử dụng nhiều năm sau mới sản xuất với số lượng lớn để đưa vào cuộc chiến khi chiến tranh nam bắc xảy ra trên nước mỹ súng ống của quân đội nhà thanh vốn không nhiều dẫu có cũng chỉ là loại điểu thương kiểu cũ như súng hỏa mai mà thôi chứ đừng nói đến loại vũ khí tân thời chưa sản xuất nhiều trên thế giới như thế này lục kiều kiều lần đầu nhìn thấy hai mắt lập tức sáng lên thích thú vô cùng Giác hoàn toàn bất ngờ khi thấy Lục Kiều Kiều thích khẩu súng của mình đến thế. Anh vốn chỉ định trổ tài một chút để lấy lòng con gái, không ngờ lại có hiệu quả đến vậy. Lục Kiều Kiều cầm lấy khẩu súng, cứ xoa đi vuốt lại, còn dương súng lên giả vờ bắn, điều bộ hân hoang y như đứa bé gái vừa mua được con búp bê tây. Giác nói, cô có muốn bắn thử không? Lục Kiều Kiều nhìn Giác với ánh mắt vô cùng khẩn khoản, cô gật đầu ly lịa vậy thì hay quá hay quá dắt đón khẩu súng tay phải giật một cái bữa ổ đạn ra nhanh chóng bỏ sáu viên đạn vào trong rồi kéo tay lục kiều kiều đến ven bờ sông êm ả sau khi lục kiều kiều lên cò dắt liền từ phía sau vòng hai tay qua người cô như lúc cưỡi ngựa đặt súng lên tay rồi bắt chặt tay cô và khẩu súng nhằm về phía lòng sông không có bóng người tay của lục kiều kiều rất nhỏ dắt ngờ rằng nếu cô nổ súng có khi giật văng súng ra cũng nên. Giác nói vào tai Lục Kiều Kiều, ngắm vào thứ cô muốn bắn, sau đó đưa nòng súng về phía. Giữa cô và thứ đó, trước khi nổ súng thì hít một hơi rồi bóp cò khi vẫn chưa thở hết hơi ấy ra. Bằng một tiếng nổ lớn vang lên, khẩu súng giật ngược lại theo lực dội, bọt nước bắn tung tóe trên mặt sông, Lục Kiều Kiều cũng kêu ré lên rồi cười khì khì. Tiếp sau đó, mấy tiếng súng liên tục vang lên. Lục Kiều Kiều cười mỗi lúc một buông tuồng, bắn nữa, bắn nữa. Lần này phải bắn mục tiêu thật. Sau khi bắn hết sáu viên đạn về phía lòng sông, Lục Kiều Kiều nũng nịu, nâng cao đòi hỏi với dắt. Dắt lấy làm cao hứng, chạy ra xa, nhặt một cành trúc cắm lên mặt đất, đồng thời đào một cục đất gá lên trên, nhìn từ xa trông như một chiếc kẹo mút dựng đứng. Lục Kiều Kiều hồ hởi nói: Anh đi ra đi, lần này tôi tự bắn. Hì hì. Lục Kiều Kiều một tay cầm súng, một tay xin dắt đạn. Xem qua cách dắt lắp đạn một lần, Lục Kiều Kiều liền nhớ ngay. Cô dương súng bằng cả hai tay, song tay cứ đưa qua đưa lại, không sao ngắm chuẩn cây kẹo mút kia được. Dắt ấn tay cầm súng của Lục Kiều Kiều xuống, dắt cô đến chỗ bóng râm băng nấy, vừa chỉnh tay cô vừa nói, để tôi dạy cô cách này, tay trái cô tì vào cây, cánh tay phía trước cô đặt ngang trước mặt, ừm, đúng rồi gá bán súng lên tay trái. Mắt lục kiều kiều vẫn ngắm vào cây kẹo mút dắt giúp cô tì tay trái vào cây, tay phải cô cầm súng vừa đặt yên lên tay trái, lập tức một tiếng. Súng bằng vang lên, dắt giật thoát mình, cây kẹo mút dựng phía xa vỡ tan tành theo tiếng súng. Bắn trúng rồi, lục kiều kiều giơ cả hai tay hoang hô, quay người lại nhảy cẩn lên, thuận thế ôm chầm lấy cổ dắt, đu mình lên người anh ta. Dắt cao to hơn lục kiều kiều rất nhiều anh ta cũng mừng rỡ luồn hai tay vào nách lục kiều kiều, nhấc cô lên xoay một vòng như nhấc một chú mèo con. Trong khi xoay một vòng tròn trên không vì sung sướng, khẩu súng trong tay lục kiều kiều bị cướp cò bằng. Một tiếng súng lại nổ vang. An Long Nhi vội núp vào sau thân cây, thò đầu ra nhìn. Chắc kinh hải lùi lại phía sau, ngã nhào xuống đất, lục kiều kiều đè trên người anh ta, rồi lăn ra đất cười bò. Sau khi nghịch súng chán chê, dắt liền dạy lục kiều kiều cách tự chê đạn dắt lấy một viên đạn tháo bung ra cho lục kiều kiều xem an long nhi cũng chạy lại nhìn đạn có thể tự chế chỉ cần có vỏ đạn là được xem này trước tiên cho kiếp nổ vào rồi đổ lên một lớp thuốc súng đen nén xong tiếp tục đổ vào một lớp bột mì lại nén xuống một chút sau cùng đặt đầu đạn chì vào làm như vậy rồi đầu đạn vẫn có thể tuột ra cho nên phải bôi một lớp mỡ dầu ra ngoài cùng. Giác vừa giảng giải vừa làm mẫu, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều nhanh chóng học được cách tự làm đạn. Lục Kiều Kiều nói, chơi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Giác nhìn cánh đồng mênh mông xung quanh rồi hỏi, ngủ ở đây à? Chúng ta đã ăn cơm đâu? À, đúng rồi, còn chưa ăn cơm. Vậy đến Phật Sơn ăn bánh ông mù đi, hai người rủi ngựa, tôi ngủ. Lục Kiều Kiều nghiêm túc nói. Hả? Hả? An Long Nhi và Dắt đều há mồm kinh ngạc. Cả bọn lại lên đường y như lúc mới đến. An Long Nhi cưỡi một con ngựa, Dắt và Lục Kiều Kiều cưỡi con còn lại. Lục Kiều Kiều ngồi trước mặt Dắt, hai tay Dắt vòng qua người cô nắm chặt lấy dây cương. Lục Kiều Kiều ngã ra sau, ngủ trong vòng tay của Dắt. Hai con ngựa lớn phi nước đại trên đường cái quan tới thành Phật Sơn, cuốn lên một lớp bụi trần lục kiều kiều ngủ dậy mở mắt thấy mọi người đã vào thành phật sơn náo nhiệt họ lấy hai phòng ở quán trọ rồi lập tức ra ngoài kiếm đồ ăn ở trung tâm thành phật sơn có một tòa miếu tổ bên trong thờ huyền thiên bắc đế xung quanh miếu có chợ hợp quanh năm trong chợ từ trò chơi đến thức ăn thứ gì cũng có nhóm lục kiều kiều ba người đi thành một hàng vào trong chợ đến đâu ăn đến đấy nếm được khá nhiều các món ăn vặt dân gian ba người đi trên đường cũng tạo nên một vẻ riêng biệt. Do thương nghiệp ở Phật Sơn phát triển, lái buôn ngoại quốc ra vào thành Phật Sơn không ít, nhìn chung người phương Tây đều mặc lễ phục, ăn vận kiểu quý tộc, mọi người cũng đã. Quen nhìn các đại gia phương Tây oai phong khịnh khạng, còn người Tây như rắc, vận một cây bò giản dị thế này lại khiến mọi người thấy mới mẻ. Trẻ con vây quanh rắc ngắm nghía, trong vẻ mặt tếu táo cười cợt của rắc có đứa to gan còn thò tay sờ vào vỏ súng của anh. Lục Kiều Kiều dáng nhỏ nhắn thanh tú, An Long Nhi mái tóc vàng hoe đeo một hầm mây và rắc tóc vàng ống đi bên cạnh, cả ba người làm nền tôn nhau lên, trông rất thú vị. Lục Kiều Kiều chạy tới phía trước sạp hàng bán đồ chơi con gái, mua cho mình mấy chiếc trăm hoa gài tóc, sau đó lại mua một chuỗi dây tết đồng tâm màu đỏ, nói muốn tặng dắt. Dắt dĩ nhiên rất thích, bất kể thứ gì, chỉ cần Lục Kiều Kiều tặng anh đều sẽ thích. Lục Kiều Kiều liền mắt chiếc dây tết vào bán súng của dắt dắt lập tức châu mày, vẻ mặt bối rối, trái lại Lục Kiều Kiều vỗ tay cười lớn, nhất quyết không cho dắt gỡ ra. Ăn uống đến khi mặt trời xuống núi, nghe người ta bảo tối nay có diễn kịch ở Vạn Phúc Đài trong miếu tổ, ba người bèn ba chân bốn cẳng chạy vào chiếm chỗ. Trên sân khấu, tài tử gia nhân lũ lượt trình diễn, nào chiên trống phèn la, tình thù vấn vít, văn võ ngay gian đầu đuôi đảo lộn mưu mô kế sách, kiếm kích đau thương cứ gọi là diễn sướng linh đình, vui khôn tạ xiết. Hôm nay vận động mạnh hơn nhiều so với ngày thường, lại không có thì giờ hút thuốc. Lục Kiều Kiều vừa mệt vừa mỏi, lăn ra ngủ từ rất sớm. Song hôm nay cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô biết đến cảm giác chìm vào giấc ngủ mà không cần uống say. Dắt và An Long Nhi sắp xếp cho Lục Kiều Kiều xong xuôi, mới sang một gian phòng khác ngủ. Hôm sau ngủ dậy, Lục Kiều Kiều rửa mặt chải đầu gọn gàng, hút đã một cửa thuốc, rồi sang phòng bên cạnh, đá tung cửa, kéo dắt và An Long Nhi đi uống trà sáng. Ba người ngồi xuống một chiếc bàn trong góc tầng hai trà lâu, uống trà ăn điểm tâm, vừa tỉnh táo đôi chút, Lục Kiều Kiều đã bắt đầu trêu dắt. Dắt, anh có mang tiền theo người không? Lục Kiều Kiều hỏi. Chắc đáp, tôi có một ít bạc vụn, cũng có mấy sâu tiền đồng nữa. Lục Kiều Kiều lại nói, tôi có thể đoán được anh mang theo bao nhiêu tiền đấy. Giác thấy trò này rất thú vị, bèn hào hứng, cười hỏi Lục Kiều Kiều, thật không? Cô mau đoán xem nào. Lục Kiều Kiều nở nụ cười giảo hoạt, liếc giác, nếu tôi đoán trúng. Anh tặng tôi khẩu súng kia, được không? Nói đoạn mắt nhìn chầm chầm khẩu súng lục bên hông giác. Giác nhún vai cười, công chúa của tôi, cô muốn gì tôi cũng tặng cô hết có điều nếu cô đoán sai thì sao lục kiều kiều đáp tôi mà đoán sai thì tặng long nhi lại cho anh dắt bật cười ha hả tôi thèm vào nếu cô đoán sai phải để tôi hôn cô một cái được hôn ngay tại đây ngay lập tức dắt bổ sung điều kiện được lục kiều kiều rất phóng khoáng long nhi xem nhé lục kiều kiều lên tiếng nhắc an long nhi đoạn móc từ túi thơm ra sáu đồng tiền bước vào chén trà không lật ướp xuống mặt bàn sau đó cô mở chén tiện tay sắp sáu đồng tiền thành một dãy trên bàn hỏi long nhi coi mặt chữ hán trên đồng tiền là dương mặt chữ mãn là âm đây là quẻ gì an long nhi nhìn qua nói mờ âm dương 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 là quẻ lôi thiên đại tráng lục kiều kiều nói tiếp đúng vừa sang giờ ngọ tức là bảy thêm quẻ số nữa tổng cộng là mười hai 12 trừ 6 còn 6, thượng hào động biến, quẻ lôi biến thành quẻ hỏa thiên đồng nhân. Quẻ động là dụng, quẻ tỉnh là thể, hạ quẻ là quẻ càng tức một không đổi, thượng quẻ năm biến thành ba. Chính là chỉ trên người dắt hôm qua có mang một lạng bạc năm sâu tiền, hôm nay còn một lạng bạc ba sâu tiền. Hôm qua đã tiêu mất 200 đồng. Dắt hoàn toàn không hiểu lục kiều kiều nói gì đến tôi còn không biết mình có bao nhiêu tiền, để tôi đếm đã. Anh ta đổ hết tiền trong túi ra bàn, đếm, hai thỏi bạc nửa lạng, cộng vào vừa tròn một lạng. Đúng rồi, đống này có đồng hai mươi và năm mươi, cộng lại là hai trăm đồng. Làm gì có một lạng ba sâu tiền chứ? Ha ha ha. Giác thấy Lục Kiều Kiều đoán sai thì vui mừng. Ra mặt, lòng thầm nghĩ nụ hôn lãng mạn lần này có bến đáp rồi. Lục Kiều Kiều bước lại bên giác, lần mò trên người anh ta một hồi, tìm ra một tấm phiếu thế chấp là giấy đặt cọc hai gian phòng bên trên viết rõ một trăm đồng. Lục Kiều Kiều nói, hứ, một trăm đồng này vẫn chưa thanh toán, cũng tức là tiền chưa tiêu, cộng với số tiền hiện nay thì vừa vặn một lạng bạc ba sâu tiền, hì hì. Lục Kiều Kiều càng cười càng lớn tiếng. An Long Nhi chăm chú quan sát, thằng bé biết dù có đọc bao nhiêu kinh thư cũng không bằng xem cao thủ ứng dụng một lần, biết bốc quẻ toán quẻ vẫn chưa phải cái đích cuối cùng bóc ra quẻ rồi giải quẻ thế nào mới gọi là công phu. Dắt ô lên một tiếng, há hốc miệng, trợn tròn hai mắt hết nhìn lục kiều kiều đang cười rủ rượi lại nhìn sang đống tiền, mãi lâu sau vẫn không thốt nổi lời nào. Lục kiều kiều lắc lắc tay dắt, nói, ha ha, súng của tôi rồi nhé, súng của tôi rồi nhé. Cô phát hiện mình rất thích làm nụng với dắt. Bây giờ có mấy người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự cười cười nói nói từ tầng dưới đi lên cầu thang, lúc ngang qua bọn lục kiều kiều, có người đảo mắt nhìn cô, rồi lùi lại vài bước, dừng chân bên cạnh lục kiều kiều, y, chẳng phải tiểu như sao. Lục kiều kiều kinh ngạc ngẩng đầu, hả? Người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nói, ôi chao tiểu như, ta là đại ca thanh nguyên của muội đây, muội không nhận ra ta sao? Lục kiều kiều ngỡ ngàng đứng dậy khỏi ghế, đại ca, sao huynh lại ở đây? Thanh Nguyên đáp, cha nhớ muội lắm đấy mấy năm nay muội đã đi những đâu sống thế nào lục kiều kiều kéo tay áo thanh nguyên đại ca chúng ta qua đằng kia nói chuyện đi rồi cùng người đàn ông nọ đi tới một chiếc bàn bên cửa sổ rì rầm to nhỏ một lúc lâu Giác và an long nhi đều không hiểu đồ cua tai nheo gì đành ngồi đợi lục kiều kiều và đại ca cô nói chuyện xong quay lại rồi tính thanh nguyên thấp hơn dắt một chút nhưng đứng trong đám đông cũng vẫn cao hơn người ta một cái đầu, trông rất nổi bật. Nếu không phải hai huynh muội họ lên tiếng nhận nhau, người ngoài nhìn vào thật chẳng tưởng tượng nổi anh ta lại là đại ca của cô Lục Kiều Kiều vóc dáng bé nhỏ nhưng ấy. Anh ta mặc một chiếc áo dài lụa màu xanh lam, khiến dáng người cao lớn thêm phần ôm văn nho nhã, khuôn mặt gầy thanh thoát trắng ngần. Mày râu nhẵn nhụi quả cũng có vài nét dông Lục Kiều Kiều, tay anh ta cầm một chiếc quạt xếp, hai bên cán quạt làm bằng gỗ tử đàn chạm long khắc phượng. Chiếc nhẫn vàng đeo trên tay nạ một hạt châu lớn trong suốt tựa thủy tinh. Cả người toát lên phong thái quý tộc cùng vẻ trưởng thành của một người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên. Giác vốn luôn cho rằng đàn ông Trung Quốc không đẹp trai, ở xứ này anh ta có thể coi là đẹp trai hạng nhất, vậy mà giờ gặp Thanh Nguyên, cũng không khỏi tấm tắc trong lòng, thì ra ở Trung Quốc vẫn có đàn ông anh Tuấn. Thanh Nguyên đánh tiếng cạnh mấy người cùng đi rồi ngồi xuống với Lục Kiều Kiều, nói chuyện rất lâu. Mãi một lúc sau, hai người mới quay lại bàn dắt và An Long Nhi đang ngồi. Lục Kiều Kiều giới thiệu với dắt, đây là đại ca tôi, tên Thanh Nguyên, còn vị này là bạn em, dắt. Dắt nhập gia tùy tục, cũng đứng lên khum tay gặp người hành lễ với Thanh Nguyên theo kiểu Trung Quốc, nhưng Thanh Nguyên lại đưa tay phải ra, nói, rất vui được gặp anh, dắt. Giác. giác thoáng trưng hững, rồi lập tức bật cười ha hả cũng giơ tay phải ra nhiệt tình bắt tay thanh nguyên xin chào thanh nguyên tiên sinh rất vui được gặp anh thanh nguyên nói gọi tôi là thanh nguyên được rồi anh đã là bạn của kiều kiều thì cũng là bạn tôi đừng khách sáo sau đó thanh nguyên nhìn sang an long nhi hỏi vị tiểu huynh đệ này lạ lục kiều kiều có vẻ rất khó xử đây thằng bé tên an long nhi thanh nguyên trong mái tóc vàng và tướng mạo đặc biệt của an long nhi thấy cậu bé này tuổi còn nhỏ mà phong thái hiên ngang cũng tỏ ra hiếu kỳ thích thú cậu cũng họ a ngà ôi chao đúng là có duyên tiểu huynh đệ sau này xin chỉ giáo nhiều nói đoạn chắp tay hành lễ với an long nhi an long nhi bối rối lắm cái gì mà cũng họ an tên chủ nhân đặt cho cũng tính là họ ư lục kiều kiều nhận thấy vẻ băn khoăn của an long nhi bèn chêm vào một câu đúng rồi đại ca cũng họ an rồi cười khang mấy tiếng, để ý nét mặt Thanh Nguyên. An Long Nhi biết đây là đại ca của Lục Kiều Kiều thì không dám thất lễ, vội vàng cúi đầu chào, "Cháu đầu dám, xin chào An thúc thúc." Thanh Nguyên nói, "Đừng khách sáo, đều là bạn của Kiều Kiều, mọi người cùng ngồi cả đi." Bốn người ngồi xuống, Lục Kiều Kiều có vẻ không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng giới thiệu, "À, Thanh Nguyên đại ca vốn làm quan ở Khâm Thiên giám trong kinh thành." về sau được điều đến hàng lâm viện, giờ đang tới phật sơn lo chuyện khoa cử, chắc vẫn thường xuyên qua lại với các quan quản lý cửa khẩu trên biển của nhà mãn thanh, cũng rất thân quen với đám quan quản chế thương nghiệp, nhưng chưa từng nghe nói tới chức quan kiểu này, bèn tò mò hỏi, không thiên giám bà hàng lâm viện làm những việc gì ý an thanh nguyên cười đáp, không thiên giám lo chuyện sắp đặt xuất hành lễ nghi cúng tế của hoàng thượng, đồng thời biên soạn lịch thư, hàng lâm viện quản chuyện khoa cử chính là biên soạn kinh thư cho kẻ đọc sách khắp thiên hạ, tổ chức các khoa thi, để kẻ sĩ thi lấy công danh. Giác nói, vậy anh chính là nhà giáo dục rồi. CAI nói này khiến An Thanh Nguyên bật cười ha hả, ôi chao, ngữ tôi sao coi là nhà giáo dục được, chỉ là viên quan quèn lo việc bên hoàng thượng, không đáng nhắc đến. Chuyện phím một hồi, An Thanh Nguyên nói còn phải tiếp đãi bạn, cáo từ đi trước, trước khi đi còn nói với Lục Kiều Kiều. Ngày mai anh ta cũng có việc tới Quảng Châu, rất muốn qua thăm nơi cô đang ở, rồi hỏi địa chỉ của Lục Kiều Kiều, hẹn khi đến sẽ tới gặp. Ba người bọn Lục Kiều Kiều thanh toán rồi rời khỏi trà lâu, ở lại du ngoạn Phật Sơn thêm một ngày nữa mới thông thả về Quảng Châu. Trên đường về, đi qua một vùng đồng không mong quạnh, Lục Kiều Kiều lại nghịch súng học cưỡi ngựa, chơi vui quên cả mệt. Về đến đê Tây Quảng Châu, ba người lại dừng ngựa trước cửa nhà hàng tứ quý Mặt trời đang xuống núi, dưới sắc hoàng hôn, trước cửa nhà hàng tứ quý đã được chăn đèn từ sớm, tối đến ở đây còn học theo kiểu Pháp, bày bàn ghê ra ngoài lan can, để khách có thể vừa nhấm nháp cà phê vừa thưởng thức phong cảnh phố xá. Đối diện phố lớn chính là đầm Bạch Nga trên Thượng Du dòng Châu Giang, một trong tám cảnh đẹp nhất Dương Thành, đại thông yên vũ mỗi khi mưa xuân lất phức, sương khói giăng mù hai bờ, bóng buồm trên sông lại như mộng như ảo. Giờ đây ráng chiều đang nhuộm đỏ chân trời, hai ngọn đèn đường trước cửa nhà hàng tứ quý hắt xuống hai quần sáng vàng vọt. Lục kiều kiều xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn dắt, An Long Nhi cộng chiếc hầm mây lên lưng, đứng phía sau lục kiều kiều. Rất lâu rồi lục kiều kiều không có cảm giác từ biệt thế này, cô hỏi dắt ở đâu, hỏi anh sắp tới có dự định gì, mãi vẫn chẳng quay lưng bước đi nổi. Giác tháo khẩu súng lục đang đeo bên người, đi kèm bao súng còn có cả một cái túi da bò đưa cho lục kiều kiều nói khẩu súng này tặng cô trong túi da có đạn dự trữ và dụng cụ sửa súng dây tết đỏ này là cô tặng nên tôi giữ lại đoàn tháo chiếc dây tết đồng tâm đỏ khỏi bán súng bỏ vào túi áo trước ngực vỗ vỗ mấy cái cho yên tâm lục kiều kiều ừ một tiếng nói câu cảm ơn rồi đón lấy súng quàng lên vai gương mặt không giấu được nụ cười hai người đứng nhìn nhau hồi lâu hai hôm nay nói chuyện quá nhiều rồi giờ điều cần biểu đạt dường như đã không thể dùng ngôn ngữ nữa. Lục kiều kiều nhìn ngó quanh quốc, sắc trời càng lúc càng tối, buông xuống mặt dắt càng lúc càng đỏ. Cô kéo một chiếc ghế bên trong hàng rào hoa của nhà hàng ra, gọi dắt lại gần. Chắc bước đến bên lục kiều kiều. Cô nhón chân đứng lên ghế, hai tay chắp sau lưng, rướng người hôn chụp một cái lên môi dắt, đoạn nhảy xuống, nắm lấy tay dắt, chậm chậm lùi lại sau mấy bước, nhìn dắt khẽ gật đầu cúi chào rồi quay lưng dắt an long nhi đi vào ngõ hoa dắt đứng thần người giữ dây cương ngựa nhìn theo bóng lục kiều kiều và an long nhi xa dần nụ cười ngờ nghệt nở trên môi hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong lòng lục kiều kiều và an long nhi về đến trước cửa nhà trong ngõ hình lan vừa hay trông thấy an thanh nguyên từ nhà đặng nghiêu đi ra đặng nghiêu cũng đi bên cạnh anh ta lục kiều kiều vội chào hỏi đại ca đặng đại ca sao hai người đều ở đây An Thanh Nguyên nói, Kiều Kiều, giờ muội mới về à, sáng sớm nay Huynh đã tới Quảng Châu rồi, bàn giao xong công vụ là lập tức tới đây tìm muội. Đặng Nhiêu đứng bên tiếp lời, đại ca muội từ chiều đã tới trước cổng nhà đợi muội mãi, ta về hỏi ra mới biết đây là đại ca muội, bèn mời Huynh ấy vào nhà ngồi đợi muội về. An Thanh Nguyên cười nói, đặng đại ca còn mời Huynh dùng cơm nữa, thật là ngại quá. Đặng Nhiêu vội nói có gì đâu, lại cảm ơn An Thanh Nguyên đã viết một bức thiếp đại tự khải thư tiêu chuẩn cho hai đứa con nhà anh ta. Lục Kiều Kiều thấy bốn người đứng giữa ngõ chật chội, bèn sai An Long Nhi mau mở cửa, mời mọi người vào trong ngồi. An Long Nhi mở cửa, bốn người bước vào nhà, bỗng Lục Kiều Kiều hoảng hốt á lên một tiếng, mọi người ai nấy đều sững người. Nhà Lục Kiều Kiều giống như một bãi rác, đồ đặt la liệt dưới đất, bàn ghế trà kỹ trong phòng khách đều đổ gãy, đồ dùng hàng ngày cũng vung vãi khắp nơi giữa giếng trời chất đống chăn gối cùng thư tịch từ ba gian phòng vứt ra, quần áo của Lục Kiều Kiều và An Long Nhi không hiểu vì sao đều bị cắt vụn, bước sang một bên. Trong nhà không có thứ gì còn nguyên trạng, hòm tủ đều bị chặt ra thành từng mảnh, từng tấm, tan tác hết cả. Đặng Nghiêu kinh hoàng thất sắc, hả? Nhà bị trộm rồi. Lục Kiều Kiều trợn tròn hai mắt, lập tức bấm đốt tay tính quẻ. Thanh Nguyên không ngờ cũng giống như Lục Kiều Kiều gặp ngón tay tính toán gì đó. Đặng Nhiêu thấy vậy lấy làm lạ lắm, lúc này chẳng phải nên tính toán tổn thất thế nào, sau đó báo quan hay sao. Hai người này ở đây bấm độn làm gì? Ngay cả Lục Kiều Kiều cũng biết bấm đốt tay tính quẻ. Thật không ngờ. Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn đống đổ vỡ khắp nhà, rành rọt nói, "Trưa ngày hôm qua, có bốn người đàn ông trèo vào từ sau nhà, ở bên trong một canh giờ, bọn họ từ hướng đông nam tới, là nói đến đây lục kiều kiều ngưng lại ánh mắt thoáng quét sang an thanh nguyên an thanh nguyên nhíu chặt đôi mày dường như cũng cảm giác được ánh mắt của em gái liền nói nhưng trong nhà không mất tài sản gì người đột nhập không muốn trộm đồ mà muốn tới tìm đồ kiều kiều muội tìm lại xem bạc và đồ trang sức có mất không thử tìm ở hướng đông bắc giếng trời đặng nghiêu vội vàng nói hai người ở đây trông chừng tôi lập tức đi báo quan đoạn quay người định đi ngay khoan đã đặng đại ca hẳn khoan an thanh nguyên đưa tay kéo đặng nghiêu lại rồi bước tới đóng cả cửa lớn lẫn sông gỗ lại quay sang nói với đặng nghiêu đừng làm lớn chuyện trong nhà cũng không mất tài sản gì tôi e không chỉ đơn giản là ăn trộm thôi đâu đừng manh động trước tiên đừng manh động bên hành lang bao quanh giếng trời lục kiều kiều ngồi thụp xuống hùng hục bới tìm trong đống đổ nát an long nhi vừa hỏi cô kiều có cần cháu giúp gì không liền bị lục kiều kiều quát, đừng có động vào bất cứ thứ gì, đừng qua đây, đứng ra hành lang phòng khách. An Long Nhi luống cuốn không biết làm gì, đặng như lòng như lửa đốt, còn An Thanh Nguyên thần sắc nghiêm trọng, mấy trang Nam Nhi đều đứng yên bất động. Ngoài căn nhà, toàn bộ đồ đạc đều bị phá tan tành hết cả, chẳng còn gì thu dọn được, mọi người đành đợi Lục Kiều Kiều kiểm lại tài sản. Lục Kiều Kiều bế loạn lên một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một sắp ngân phiếu và khê ước nhà trong đống tan hoang những thứ này đều là sinh mệnh của cô ai nấy vừa thấy tài sản quan trọng nhất không mất đều thở phào nhẹ nhõm nhưng một mối băn khoăn lớn hơn cũng lập tức xuất hiện bốn người đàn ông trèo tường vào nhà mà không trộm tiền bọn họ muốn gì an thanh nguyên dặn dò Đặng nghiêu không được báo quan cũng đừng làm to chuyện rồi ba người cùng lục kiều kiều mang theo tài sản quý giá bỏ lại đống đổ nát sau lưng khóa cửa lặng lẽ rời đi an thanh nguyên đề nghị kiều kiều tối nay hẳn cứ đến nhà trọ chỗ đại ca nghỉ ngơi cái đã ta có chuyện muốn nói với muội ba người ngồi xe cấu tới nơi an thanh nguyên trọ sau khi sắp xếp phòng ốc cho lục kiều kiều và an long nhi xong xuôi thanh nguyên bèn gọi lục kiều kiều qua phòng mình tiểu như từ khi muội còn rất nhỏ đại ca đã rời nhà đi tìm công danh không biết chuyện xảy ra với muội sau này về thăm quê ta cũng mới biết muội xảy ra chuyện phải bỏ nhà tha phương đại ca không biết muội ồ quảng châu càng không biết muội ở đây sống thế nào theo huynh tại sao lại xảy ra chuyện ngày hôm nay đại ca rất lo cho muội phụ thân và nhị ca cũng rất nhớ muội chuyện lần này thật là ông trời có mắt vừa khéo ta được phái đến quảng châu nếu không một mình muội thật không biết phải ứng phó ra sao an thanh nguyên hỏi lục kiều kiều tiểu như muội ở quảng châu đã đắc tội với ai rồi phải không lục kiều kiều không nói không rằng từ đầu chí cuối chỉ ngồi trầm tư được một chốc cô đứng dậy nói mội mệt rồi có thể để mai hẳn nói không dứt lời liền quay về phòng mình an thanh nguyên vội vàng đuổi theo tiểu như tiểu như không phải đại ca trách muội bảo muội không đúng là ta muốn giúp muội thôi vừa nói thanh nguyên vừa đi theo đến tận phòng lục kiều kiều Lục Kiều Kiều dở hành lý lấy ra tẩu thuốc viện, tự mình châm một cử. Tiểu Như, từ khi nào muội còn hút cả thuốc viện nữa? Muội, đúng thật là, An Thanh Nguyên có vẻ đau đớn tột cùng. Lục Kiều Kiều vẫn lặng lặng hút thuốc. Đột nhiên, cô hỏi An Thanh Nguyên, đại ca, Huynh có cảm thấy có người đang theo dõi Huynh không? An Thanh Nguyên sững người, làm gì có, ta chỉ là một viên quan nghèo ở Kinh Thành, là công sai lo việc khoa cử, có gì đáng để người ta theo dõi? Sao muội lại nói vậy? Lục Kiều Kiều nói, ban nãy ở nhà, muội bấm độn lục nhâm tính ra, những kẻ đột nhập tối qua là người nhà quan. Huynh, không tính ra ư. An Thanh Nguyên hơi biến sắc mặt, thoáng chốc cả khuôn mặt co rúm lại trắng bệt như không còn giọt máu. Lục Kiều Kiều lại nói, đám người này không phải kẻ trộm, bọn họ tới không hẳn để đối phó với muội cũng không hẳn muốn lấy đồ của muội thứ bọn họ tìm có thể là đồ của nhà chúng ta còn vì sao muội lại hỏi huynh chuyện theo dõi là bởi những kẻ này chọn thời cơ đột nhập nhà quá khéo bọn chúng biết hai ngày đó muội không có ở nhà nếu không phải theo dõi thì không thể nào biết được anh thanh nguyên tán đồng đúng thật muội nói rất có lý lần này hẳn là có mưu tính từ trước chuyện chốn quan trường rất khó nói không biết chừng là do ta đắc tội với kẻ nào cũng nên lục kiều kiều nói huynh đắc tội với ai cũng không lạ nhưng đối thủ của huynh sẽ trực tiếp đối phó huynh chứ không phải tới làm loạn nhà muội thứ bọn họ muốn tìm không phải đồ bình thường họ muốn tìm an thanh nguyên và lục kiều kiều nhìn nhau không hẹn mà cùng thốt lên long quyết lục kiều kiều vẫn tiếp tục hút thuốc phiện an thanh nguyên nghĩ ngợi hồi lâu mới bảo cô nếu những người đó không phải đến vì Long Quyết, thì hẳn là nhầm vào muội rồi. Tiểu Như, tốt nhất muội đừng nên quay lại ngõ hình Lan nữa. Còn nếu quả thật bọn họ đến vì Long Quyết, thì cả nhà chúng ta e không ai sống yên ổn được đâu. Nói rồi thở dài, vẻ như đang đợi ý kiến của Lục Kiều Kiều. An Thanh Nguyên hơn Lục Kiều Kiều gần 20 tuổi, làm quan ở Kinh Thành, mấy năm mới về quê đón Tết một làng lục kiều kiều từ khi sinh ra chỉ biết trong nhà có vị đại ca này chứ chẳng gặp được mấy lần càng không có cơ hội ngồi lại trò chuyện có thể nói đối với cô an thanh nguyên là người vô cùng xa lạ lần này đại ca đột nhiên xuất hiện lục kiều kiều chẳng thấy vui chút nào lục kiều kiều cũng biết trong thời gian ngắn không thể ở lại nơi này được nữa có thể cuộc sống của cô ở quảng châu đã hoàn toàn nằm trong sự giám sát của người khác rồi nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ bỗng chốc phát sinh thay đổi lớn nhường này, cô đang phải cố giữ mình bình tĩnh, suy xét xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lời An Thanh Nguyên nói, cô nghe đấy, nhưng thực chẳng biết đáp ra sao. An Thanh Nguyên lại hỏi cô, thằng bé An Long Nhi kia là thế nào? Sao đi đâu cũng đều kè kè với muội. Lục Kiều Kiều nói, nó là kẻ ở muội bỏ tiền mua về. Mua về lâu chưa, gia cảnh thanh bạch không? An Thanh Nguyên quan tâm hỏi lâu rồi thanh bạch lục kiều kiều không muốn xa vào chủ đề này nữa chỉ đáp gọn lõn an thanh nguyên thấy lục kiều kiều lòng dạ rối bời bèn giúp cô đưa ra chủ ý huynh nghĩ thế này đi chuyện đã như vậy dù gì muội cũng không thể ở lại quảng châu được nữa bao năm muội không về thăm nhà rồi chi bằng về quê giang tây một chuyến nếu như có người muôn tìm long quyết chỉ e người bị nguy hiểm nhất không phải là muội hay huynh mà là cha ở đây huynh có chút công vụ phải làm, làm xong sẽ về Giang Tây ngay, mọi người đông đủ, cũng tiện bàn bạc. Muội thấy như thế có được không? Lục Kiều Kiều vẫn mãi mê đắm chìm trong hơi nha phiến, làm thinh không đáp, gian phòng mờ mịt khói thuốc. Được thôi, muội về Giang Tây một chuyến. Lục Kiều Kiều đột nhiên lên tiếng. An Thanh Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm, đúng đấy, cha gặp lại muội chắc sẽ mừng lắm. Ha Lục Kiều Kiều cười nhạt. Muội muốn nghỉ ngơi, ngày mai nói tiếp nhé. Lục Kiều Kiều bưng chén trà lên nhấp một ngụm, ra ý tiện khách. An Thanh Nguyên vội nói, được, được, muội nghỉ đi, chuyện hôm nay đã làm muội sợ quá. Nghỉ đi, chuyện hôm nay đã làm muội sợ quá rồi. Đây là ngân phiếu 50 lạng bạc, coi như chút quà gặp mặt đại ca tặng muội, muội đi đường cũng cần có lộ phí. Lục Kiều Kiều thấy được tiền, liền nói, cảm ơn đại ca, rồi nhận ngân phiếu cất đi ngay. Tiễn An Thanh Nguyên ra khỏi phòng, Lục Kiều Kiều đang định đóng cửa thì anh ta đột nhiên quay đầu lại hỏi, Long Quyết có ở chỗ muội không? Lục Kiều Kiều cười đáp, đại ca, huynh còn không có, mùi lấy đâu ra? Chức lời liền đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều dẫn theo An Long Nhi lập tức lên đường. Đầu tiên đến ngân hàng lệ như của Anh Quốc mới mở ở thập tam hàng gửi giữ ngân phiếu và khê ướt đất sau đó quay về ngõ hình lan hai người thu nhặt một số đồ dùng hàng ngày còn dùng được và cả sách vở an long nhi phải đọc mấy quyển sách này vẫn còn kẻ trộm chẳng hứng thú gì với chúng an long nhi bèn chất cả sách lẫn đồ lên lưng mang đi tiếp đó cả hai lại tới cửa hàng mua vài bộ quần áo mới vì tất cả quần áo của họ đều bị cắt vụn chỉ còn sót lại bộ quần áo bẩn đã mặc mấy ngày trên người Cuối cùng Lục Kiều Kiều tới tiệm thuốc viện, mua không ít cao thuốc Vân Nam thượng hạng, chuẩn bị đầy đủ lương thảo cho mình. Bước tiếp theo, Lục Kiều Kiều cần tìm Dắt. Cô tin tưởng gã to xác này cần sự giúp đỡ của anh ta và cũng muốn gặp anh lần cuối trước khi lên đường. Thập Tam Hàng là nơi tập trung người Tây, Dắt đương nhiên cũng ở đây, muốn tìm anh ta không khó. Dắt từ hiệu buôn về đến nhà, thấy Lục Kiều Kiều đến tìm mình thì mừng lắm anh không ngờ cách có hai ngày đã lại được gặp cô vừa vào nhà ngồi xuống lục kiều kiều đã vào thẳng vấn đề nhà tôi xảy ra chuyện tôi phải lập tức rời quảng châu quay về muốn nhờ anh giúp mua hộ hai thớt ngựa có được không dắt nghe vậy liền cao hứng nói đương nhiên là được tôi cũng đang có hai thớt ngựa đây ha ha cho tôi đi cùng được không lục kiều kiều khó xử đáp không được đâu ở nhà xảy ra chuyện nên tôi phải về hơn nữa đường xa như thế, anh mà đi. Một là không biết người nhà tôi nghĩ thế nào, hai là ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh. Giác say đắm nhìn Lục Kiều Kiều, công chúa của tôi ơi, được đi cùng cô thì việc làm ăn gì tôi cũng có thể bỏ hết. Khủ khủ. Thực ra tôi còn một người bạn cùng hợp tác, có nhãn chuyện làm ăn ra một thời gian cũng không hề gì. Lục Kiều Kiều bực bội nói, tên quỷ tay lẻo mồm lẻo mép. Đừng có suốt ngày gọi tôi là công chúa nữa cứ gọi Kiều Kiều thôi. Giác nói, được, Kiều Kiều, vậy nhà cô ở đâu? Lục Kiều Kiều nói, tôi là người Giang Tây, nhà ở dưới núi Thanh Nguyên. Ô, Giang Tây, tôi không biết Giang Tây ở chỗ nào, cách đây bao xa? Giác hỏi. Lục Kiều Kiều nói, Giang Tây ở phía bắc Quảng Đông, làng trước tôi tới Quảng Châu ngồi thuyền hết hơn 10 ngày, nhưng nếu quay về thì không thể ngồi thuyền. Phi ngựa phải hơn 20 ngày nếu anh rảnh rỗi thật, thì đi với tôi về quê chơi một chuyến. Lục Kiều Kiều hiểu rõ chuyến đi lần này không phải du sơn ngoạn thủy, trên đường lành ít dữ nhiều, được một tay thiện xa cao lớn như giác hộ tống, cô cũng yên tâm phần nào. Giác được thỏa nguyện, vui đến nỗi cứ xoa tay mãi, cười khà khà nhảy nhót giữa phòng. Nhảy được một lúc, giác hỏi Lục Kiều Kiều. An Long Nhi đi cùng chứ? Vậy là có ba người, nhưng An Long Nhi vẫn còn trẻ con, Cô cũng nhỏ nhắn, hai con ngựa là đủ rồi. Còn nữa, cô định khi nào xuất phát? Lục Kiều Kiều nói, càng sớm càng tốt, nếu hôm nay mà được thì đi luôn. Giác lắc đầu, hôm nay không được rồi, sớm nhất cũng phải ngày mai. Đợi tôi một ngày thôi, tôi sắp xếp xong công việc làm ăn, chuẩn bị hành lý, rồi giờ thình sáng mai đợi cô trước nhà hàng tứ quý. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều cùng An Long Nhi mang theo bốn hầm mây mướn hai chiếc xe kéo tới trước cửa nhà hàng tứ quý sông dắt vẫn chưa tới lục kiều kiều nhìn làng sương mai đỏ sẫm tựa như trô lại buổi hoàng hôn cũng đỏ sẫm hôm nào cô khẽ cắn môi khóe miệng thấp thoáng một nụ cười trước khi rời xa tây đê thành quảng châu cũng coi như đã cho cô một giấc mộng đẹp từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn hai thất ngựa to khỏe kéo theo chiếc xe ngựa kiểu tây lòe loẹ loẹt chạy lại phía lục kiều kiều Nóc xe chất một bọc đồ rất lớn, chắc mặt cả cây bò, ngồi trên vị trí phu xe, đến trước mặt lục kiều kiều thì kéo cương dừng lại. Bên hông anh lại đeo một khẩu súng lục, trên bán súng thắt dây kết đồng tâm đỏ lục kiều kiều mua tặng, trông không ăn nhập gì hết. Lục kiều kiều thấy cổ xe ngựa tay lộng lẫy xuất hiện thì quá bất ngờ, lại thêm trong bộ dạng dắt đánh xe, liền bưng mặt cười đến chảy cả nước mắt, không sao thẳng lưng lên được.